Xin chào các bạn, hôm nay tớ có đồ ăn ngon lắm nha. Chà chà, tớ mang kẹo ra mời các bạn nè, các bạn voi nè, các bạn mèo, các bạn gà nè, bò nè. Này tớ có cái kẹo hay ghê nè. Chúng ta vừa ăn kẹo vừa học màu sắc nha. Đây là Doraemon này. Doraemon có rất nhiều kẹo này. Chà chà. Ô, chúng ta thử bóc với kẹo màu đỏ này ra xem nha, xem có gì thú vị trong đấy, và mời các bạn này cùng ăn nha. Nào, mời các bạn đứng ra đây nào, bạn Doraemon đứng ra đây, bạn voi nè, đấy, chà chà, bạn lợn nè, đấy, bạn chó sói nè, bạn chó nè, đó, mời các bạn cùng đứng ra đây, chúng ta cùng ăn kẹo nha, đó, có rất nhiều kẹo nha, đấy, bạn lợn nè, bò sữa nè, đó, nào chúng ta cùng ăn nha. Nào, bạn lợn bóc kẹo ra nào, bóc cái kẹo màu đỏ này ra nha. Chà chà, ôi thật là tuyệt vời, có rất nhiều kẹo ở trong này nha. Bạn nhìn này, ô chà chà, đó, những viên kẹo có rất nhiều màu sắc này. Chà chà, màu đỏ nè, màu tím nè, màu cam nè, màu hồng nè, và màu xanh da trời nè. Nào, mời các bạn cùng ăn nha. Nào, bạn lợn nào, ăn cái kẹo màu tím nè, à, bạn lợn này nữa, ăn cái kẹo màu hồng nè, à màu cam nè, đó, thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta bóc cái kẹo này ra nữa để mời bạn chó sói nha. Chà chà, đây là màu kẹo này, là màu xanh, gói kẹo màu xanh lá cây nhá. Đó, nào bây giờ mời bạn nào. Bạn chó này chưa được ăn đúng không? Bạn chó chưa ăn kẹo nữa, cho bạn ăn cái kẹo màu xanh lá cây nha. Ui, ngon ghê. Cái nữa nha, ý, rất là ngon nha. Nào, đến bạn voi nào. Bạn voi ăn kẹo màu gì nào? Ăn kẹo màu hồng nha. Chiu, 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 ngon quá. Nào, xếp hàng ra đây. À, bây giờ ta bắp cái kẹo màu vàng nha. Kẹo màu vàng này. Đó, xem là trong này có những gì nhá. Ái chà, đó, chúng ta vừa ăn kẹo và vừa học màu sắc đấy nha. Đó, rất nhiều kẹo này. Chà chà, mời bạn mèo ăn kẹo màu hồng, bạn voi ăn kẹo màu xanh, đó, xếp hàng đây. Nào, bạn lợn ăn kẹo màu cam, đó. Nào, bạn gà mổ đi, túc 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 túc, đó, ăn kẹo màu gì cũng được. Bạn voi, bạn ăn đi, tích 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 tích. Bạn voi ăn kẹo màu tím nha. Đó. Bạn bò sữa có biết ăn kẹo không? Không biết ăn kẹo đúng không? Nào, đứng đây. Đấy, chúng ta xem này, có rất nhiều kẹo nha. Đấy, hôm nay bạn mèo Doraemon mang rất nhiều kẹo cho chúng ta cùng ăn nhá. Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.